Tưởng chừng như iPhone 10 sẽ là gà mái đẻ trứng vàng của Apple với những nâng cấp và khác biệt trong thiết kế. Thế nhưng một báo cáo mới nhất đến từ Apple chắc chắn sẽ khiến các bạn phải bất ngờ khi sản phẩm bán chạy nhất quý 2 vừa qua lại là iPhone 8 Plus. Tháng 9 năm 2017, Apple chính thức trình làng iPhone 10, sản phẩm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone đầu tiên, được các chuyên gia nhận định sẽ tạo ra một xu thế mới, đi đầu trào lưu công nghệ bởi một diện mạo hoàn toàn mới. Trong khi đó, iPhone 8 và iPhone 8 Plus chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng sản phẩm iPhone 7 và iPhone 7 Plus được giới thiệu trước đó một năm. Theo khảo sát nhanh của TechMark, nhiều đại diện hệ thống lớn nhận định rằng iPhone 10 sẽ là con bài chủ lực và hút khách hàng. Thậm chí nhiều đại diện còn cho rằng iPhone 8 Plus sẽ không hút hàng vì không có sự khác biệt. Tuy nhiên, một bất ngờ đã xảy ra. Theo nghiên cứu của công ty CIRB, doanh số iPhone bán ra trong quý 2 năm nay chiếm tỷ trọng cao nhất là iPhone 8 Plus với 24%, kế tiếp là iPhone 10 chiếm 17%, đứng thứ 3 là iPhone 8 chỉ với 13%. Vậy điều gì đã khiến cho dự báo của các chuyên gia trở nên thiếu chính xác như vậy? Đầu tiên, tiền đâu? Đầu tiên phải nói đến là chi phí bỏ ra để tạo một chiếc điện thoại. Lý do lớn nhất khiến người dùng mua iPhone 8 Plus mà không phải là iPhone 10 chính là không đủ tiền hoặc chi phí quá đắt đỏ. Cụ thể hơn, đối với iPhone 8 Plus 64GB và 256GB có mức giá lần lượt là 799 đô và 949 đô. Trong khi đó, với phiên bản bộ nhớ tương tự thì iPhone 10 có mức giá lần lượt là 999 đô và 1149 đô, có sự chênh lệch từ 200 đến 300 đô. Đồng thời, mức giá trên của iPhone 10 chưa tính đến các chi phí phụ thu như gói bảo hành, ốp lưng, kính cường lực, cách chuyển đổi, tai nghe AirPods. Thì quả thật, con số chênh lệch lại lớn hơn rất nhiều. Chắc chắn trong trường hợp đó, người dùng sẽ phải cân nhắc thật kỹ và hiển nhiên giá trị của iPhone 8 Plus mang lại tối ưu hơn nhiều. Rõ ràng yếu tố đầu tiên luôn là tiền đâu. Kế đến, nút home biểu tượng đã bị loại bỏ. Nói đến iPhone, chắc hẳn trong tiềm thức của người dùng sẽ nghĩ ngay đến kiểu dáng của nó và lối thiết kế mỏng, mặt trước được tô điểm thêm bằng một nút home duy nhất. Cao cấp, sang trọng đã trở thành chuẩn mực mà Apple đã xây dựng hình ảnh iPhone trong suốt thập kỷ qua. Và có lẽ trong giai đoạn chuyển mình với thiết kế tối giản hoàn toàn mới của iPhone 10 đã khiến cho người dùng vẫn có cảm giác e ngại, nhất là đối với những người dùng đã bị phụ thuộc quá nhiều vào nút home vật lý, thứ đã đồng hành cùng với những mẫu iPhone đầu tiên. Dĩ nhiên, iPhone 8 Plus, con chốt cuối cùng gây dấu ấn hình ảnh một thời của iPhone, là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai vẫn chưa quen với diện mạo mới cho sản phẩm đánh dấu 10 năm iPhone. Như vậy, có thể thấy có rất nhiều người dùng vẫn rất yêu thích thiết kế truyền thống, vốn làm nên tên tuổi của thương hiệu Apple. Face ID chưa tỏ ra sự tiện dụng. Chắc chắn rằng nếu bạn là tín đồ của iPhone thì sẽ không thể bỏ qua một điều thú vị ở iPhone 10, chính là sự cải tiến về Face ID mà chưa từng có ở các dòng trước đó. Hệ thống camera True Depth được các chuyên gia đánh giá là có độ nhanh và chính xác hơn so với Touch ID ở iPhone 8 Plus. Thế nhưng, điều đó có thật sự cần thiết khi nhu cầu sử dụng không quá cấp thiết? Và câu hỏi đặt ra, bạn có nhất thiết phải chạy theo công nghệ với giá cao hơn lên đến hàng trăm đô? Một số người dùng khi được hỏi cũng nói rằng họ thích chạm ngón tay vào để mở khóa vì nó ăn sâu vào tiềm thức và thói quen sử dụng so với việc phải đưa mặt vào vùng quét của hệ thống camera True Depth. Ít nhất, đây vẫn là thói quen của người dùng kể từ khi iPhone 5S đi kèm với Touch ID được giới thiệu lần đầu tiên cách đây đã gần 5 năm. Ở iPhone 10, ngoài cải tiến trên đáng chú ý thì không thể bỏ qua về mặt thiết kế full màn hình OLED hoàn toàn lột xác gây ấn tượng đến người dùng. Tuy nhiên, phải thú nhận một điều hạn chế là bộ phận camera True Depth đã chiếm gần 1/4 inch không gian màn hình, tạo ra cảm giác khó chịu, nhất là phần tay thỏ, khiến người dùng ngay cả những iPhone chân chính cũng đã tỏ ra bức bối khi phải sống chung với thành phần dị tật này. Còn với iPhone 8 Plus vẫn là màn hình 5.5 inch, vẫn tỷ lệ cũ 16:9, vẫn là điểm thiết kế truyền thống nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Đây quả là một điểm cộng tuyệt đối cho chiếc điện thoại này. Và điều đặc biệt phải nói đến, chính vì ra mắt cùng thời điểm trên iPhone 10 và iPhone 8 Plus mang trong mình những tính năng tương đồng với nhau, đó là cùng chuẩn chống bụi, chống nước đạt tiêu chuẩn IP67 với khả năng bơi lội cách mặt nước sâu tận 1m trong 30 phút, nâng cấp cáp sạc không dây, camera đột phá với công nghệ cảm biến 12MP cùng với các tính năng xử lý màu ảnh tương phản HDR. Cuối cùng là hiệu năng xử lý khi mà iPhone 10 và iPhone 8 Plus đều được thừa hưởng một con chip A11 Bionic mới nhất kết hợp với hệ điều hành iOS 11. Sẽ hơi bất ngờ khi iPhone 8 Plus đã đánh bại iPhone 10 về doanh số phải không?
Nhưng khi đặt lên bàn cân thì rõ ràng iPhone 8 Plus lại có ưu thế vượt trội cho riêng mình. Nó không đơn giản là công nghệ, là cải tiến mà còn là văn hóa, thói quen của người dùng, đặc biệt là tín đồ iPhone. Nhưng xét cho cùng, doanh số ít hơn nhưng doanh thu mà iPhone 10 mang lại vẫn tốt hơn. Đấy chính là đẳng cấp của flagship Apple. Dù sao thì cuối cùng, tiền vẫn về túi của Apple cho sự lao động miệt mài của họ. Còn các bạn khán giả có thắc mắc thì sao? Bạn sẽ lựa chọn iPhone 10 hay là iPhone 8 Plus? Hãy comment bên dưới. Còn bây giờ, Thảo xin chào và hẹn gặp lại.